Để dự phòng cho vấn đề bàn chân bẹt thì chúng ta sẽ phải làm gì? Việc đầu tiên thì bố mẹ sẽ chú ý đến chế độ dinh dưỡng của em bé. Làm như thế nào để em bé có đủ các cái thành phần dinh dưỡng và canxi, khoáng chất, đấy là những cái thành phần mà rất cần thiết để đảm bảo cho một cái hệ xương vững chắc và một cái dinh dưỡng đầy đủ, em bé tránh đi cái còi cọc và suy dinh dưỡng là điểm đầu tiên mà bố mẹ sẽ phải hướng tới. Điều thứ hai là khi mà chúng ta trong quá trình chăm sóc con ạ, thì đôi khi là gì ạ? Chúng ta sẽ phải cho trẻ cái bàn chân của trẻ nó được tiếp xúc với những cái gì nó mấp mô. Có nghĩa rằng là gì? Em bé có thể trèo lên những cái mô đất hoặc là những cái đồ chơi mà có những cái hình mấp mô, hoặc là chúng ta có những cái leo núi, mình có thể cho trẻ bám vào đấy để tạo nên cho trẻ một cái gì, cái vận động tinh nó tốt hơn. Tiếp theo đến nữa là gì ạ? Khi mà đứa trẻ đã biết cách tập đi rồi thì cái việc mà trẻ đi cái dép gì đấy cũng là điều rất quan trọng. Tránh để cho trẻ đi vào những cái đôi dép mà có cái đế nó cứng và phẳng thì nó sẽ làm cho cái tình trạng của cái bàn chân bẹt nó có nguy cơ là phát triển lên. Rồi chúng ta sẽ cho trẻ đi những cái giày định hình để có thể giúp cho trẻ tránh được cái biến chứng của bàn chân bẹt, cũng như là nó khắc phục được cái bàn chân bẹt của trẻ rất là sớm. Với các cái đôi giày mà định hình như vậy thì nó sẽ được cấu trúc theo từng lứa tuổi của đứa trẻ, với cái cấu trúc là nó sẽ tạo nên những cái vòm của bàn chân theo cái từng cái lứa tuổi của em bé. Và vì vậy thì với các em bé các cái lứa tuổi khác nhau thì sẽ có các cái cỡ giày định hình khác nhau. Bố mẹ sẽ phải chú ý để làm sao cho cái bàn chân em bé nó đi vừa vặn với cả cái giày định hình, và chúng ta sẽ thay cái giày định hình theo lứa tuổi, tránh là cái việc là đi mà nó không đúng cỡ thì cái việc mà chúng ta sử dụng nhằm mục đích là dự phòng thì đôi khi nó lại có tác dụng ngược đấy ạ.